Xin thân ái kính chào tất cả cô chú anh chị, các bạn trên cả nước đã đến với kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang hay cô chú anh chị. Thì tiếp tục cũng đến với chỗ hành trang Cần Sơn Di Động thành phố Cần Thơ, em gửi tới cô chú anh chị một clip mai thành phẩm cho mình về lấy bo trên giống chơi Tết ha. Trong đó có một số giống của Phật Hương Si Bông Sài Gòn hay cô chú anh chị. Thì mật bông Si Bông Sài Gòn ghép tứ quý nha cô chú anh chị. Đón xem clip hôm nay ha. Cây này thì cây lực nha cô chú anh chị. Cây lực ghép Si Bông Sài Gòn. Rồi em vô clip nha. Chào anh Tráng ơi. Rồi chào anh Nghiệp ha, chào cô chú anh chị trên kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang. Rồi hôm nay về cái lô mai mini ha chị, hàng đáy bàn. Nhiều loại giống anh chị. Có Thọ Hương bò sữa, Dảo Phú Tăng, rồi Dảo Thủ Đức, Cúc Tây Thi, Cúc Cam, Cúc Hoa Hồng Thanh Tú với Si Bông Sài Gòn anh chị. Rồi mã số hôm nay là mã số 35. Mã số 35. Thọ Hương Cẩm Thạch. Này có này được cây Cúc Phượng Thanh Tân anh chị. Cúc Phượng Thanh Tân này có mặt bông luôn ha chị. Bông. Mã số 35. Cúc Thọ Hương bò sữa. Cây để bàn, dán thú. Cái này chơi để bàn thì chuẩn ok luôn. Cúc Thọ Hương anh chị này giống mới nha anh chị. Này về em lấy về em bán thử ha, bán thử ha. Vành 14. Chiều cao 39. Tàn ngang 49. Rồi cây Cúc Thọ Hương mã số 35, cây Cúc Thọ Hương bò sữa này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.300.000. Dạ 1.300.000 cô chú anh chị ạ. 36. Rồi. Cây Cúc Phượng Thanh Tân nha anh chị. Ghép phôi tứ quý. Phôi tứ quý nè. Bông dung dày đẹp nha cô chú anh chị. Phôi tứ quý nè. Tứ quý đế nè cô chú anh chị. Đế nè. Nhà lá tứ quý luôn nè. Vậy chắc ăn ha. Bông này, khỏi phân dân. Bông ha, bông bự lắm nha cô chú anh chị, bông dày nha. Dày cắm ha. Cúc Phượng Thanh Tân nha anh chị. Nụ nó nụ chùm chùm vậy đó chị. Nụ tròn do. Tứ quý, củ đế, đặt cứng luôn ha. Cái này hoành là 22. Chiều cao 80. Ngang 76. Cái này già mùa nè cô chú. Rồi cây Cúc Phượng Thanh Tân gốc tứ quý này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.600.000 anh chị ơi. 1.600.000 nha cô chú anh chị. Đế là một bể nha. Mã số 37. Cây Dảo Phú Tân. Dảo Phú Tân. Nguyên cái củ luôn anh chị. Cô chú chị. Củ này giống củ sù anh chị. Dạ. Mình không có sù ha. Bông này nha, bông hai lớp cánh luôn cô chú anh chị. Phú Tân hai lớp cánh nha. Đó, củ đế là cô chú ơi. Mã số 37 Dảo Phú Tân anh chị, già mùa ha. Hàng bonsai để bàn tàn ấm ha anh chị. Cái này về anh chị mình dưỡng Tết chơi là đỉnh đỉnh luôn nha. Cây này giờ anh chị lặt lá là ra bông dữ lắm anh chị. Dạ. Về anh chị muốn chơi Tết muộn là này anh chị, lặt lá anh chị. Lặt lá là khoảng nửa tháng là ra mịt trời luôn á. Dữ lắm nụ nha cô chú anh chị. Còn cái củ đặc này là 38. Hoành 23, nguyên củ đặc cứng luôn anh chị. Chiều cao 62. Tàn ngang 98. Rồi, mã số 37 cây Dảo Phú Tân này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.800.000 anh chị. Dạ, 1.800.000 quý cô chú mình nha. 1.800.000. Rồi, Cúc Cam. Rồi, cây Cúc Cam mã số 38. Cúc Cam quá đẹp cô chú anh chị ạ. Cúc Cam này đẹp như mơ luôn nha. Hồng lộc mai anh chị, Cúc Cam mà nuôi được vàng lá gì thật dữ lắm nha anh chị. Cơm mà nhìn đẹp như Thọ Hương vậy đó. Nách dày nha cô chú anh chị. Cái này cô chú anh chị có cái đà nè, nách dày là bông siêu bông, cái cúc cam cũng chịu siêu bông. Ở bên đây được có cây cúc kem nữa anh chị. Cúc kem. Có cây cúc kem. Đẩy lên xong này 38. Cam xong rồi mình ăn kem luôn. Đi đó kìa. Quanh 26. Cao 56, ngang 74. Rồi cây cúc cam mã số 38 xin giao lưu cô chú anh chị mình là 1.500.000 anh chị. Rồi mã số nè, đợi một cây siêu bông Sài Gòn 39. Cây này tới cây cúc kem anh chị, cây siêu bông Sài Gòn anh chị, cây này là đáng chờ đợi nè anh chị ơi. Siêu bông Sài Gòn gốc tứ quý này.
siêu bông Sài Gòn ghép túi quý anh chị. Bông này nha cô chú. Siêu bông Sài Gòn ghép túi quý. Cái củ đế đặt này là 50. Hoành 29. Chiều cao 61. Ngang 60. Rồi mã số 39 cây siêu bông Sài Gòn là xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2 triệu hả anh chị? Dạ 2 triệu nha cô chú anh chị. Bông nè ha. Siêu bông Sài Gòn rất tứ quý. Rồi mã số 40. Rồi cây cúc kem có một bông luôn nha anh chị. Kem này cô chú. Cúc kem. Cúc kem anh chị, bông mà. Rất biết anh chị. Nhiều lớp cánh ha, 2 3 lớp cánh luôn ha. Màu kem đậm đẹp nha cô chú anh chị. Màu kem đẹp ha. Màu đậm luôn. Cà phê mấy cây này mà cô chú anh chị có để quái quái mà lấy bò những giống ghép để bàn uống trà Tết thôi ha cô chú anh chị. Quanh 31. Chiều cao 78. Ngang 82. Rồi cái cúc kem mã số 40 này xin giao lưu cô chú chị mình là 1,6 triệu nha anh chị ơi. 1,6 triệu một cây cúc kem nha cô chú nha. Rồi mã số 41. 41. Cúc hoa hồng hay gì đây? Cúc hoa hồng thanh tú. Thanh tú. Ghép tứ quý luôn nha cô chú anh chị phải không? Mai vàng. Này ghép mai vàng á, mai vàng. Đó. Hoa hồng thanh tú. Cái nó bị lỗ bên đây anh chị mà nó quá đá ha anh chị. Được khe bí hiểm ha. Khe suối, khe suối. Hoa hồng thanh tú mã số 41. Hoành 25. Cao 59. Ngang 57. Rồi mã số 41. Rồi xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu đồng. Cúc hoa hồng ghép già mùa hả anh chị, ghép 6 bò. Rồi đổi luôn thôi ơi. 42. 42 cây dạo Phú Tân. Cái này đế lùng lực nha cô chú chị già mùa nha. Cái lộn không phải dạo cúc gì. Là giống dạo Phú Tân. Này cúc 40 cánh nha anh chị. Cúc 40 cánh. Bông trà bá người ta gì đây kêu dạo hả? Thấy lá giống nè. Nhìn thấy ông nó mới biết lộn đó. Cái này là siêu già luôn á. Cúc 40 cánh nha anh chị. Siêu già siêu tàn luôn. Mã số 42. Rất là già mùa mà siêu tàn luôn nha cô chú anh chị. Cái này cô chú. Ok. Bò ghép này ha. Bành bành luôn. Đế thì da me. Cái này giống như ghép phôi tứ quý vậy đó cô chú anh chị. Rồi cái này da của nó già mùa lắm mà về thế nè. Bò ghép nó chà bá luôn. Cái này hoành là 26. Chiều cao 72. Ngang 100. Rồi cây cúc 40 cánh này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,6 triệu nha anh chị. Dạ 1,6 triệu. Mã số 42. 42 1,6 triệu. Dạ rồi. 43. 43. Rồi cây cúc tư long. Cúc tư long bông mình sẽ bung. 43 nha anh chị, cúc tư long. Hết trừng cái bông luôn cô chú anh chị ơi, cái bông. Tản thần hả? Bông cánh dúng nè cô chú anh chị, tản thần bông luôn. Cái này nó đã già nè cô chú anh chị, nó dựng bông rồi ha. Đây nè. Bông dữ lắm, bông. Hết bông này đẹp dữ rồi. Tại vì mọi cô chú anh chị khoái tư long á, thấy bốn long ha. Bông cái nụ của nó cái này trời mơn mởn luôn ha. U u. Nụ luôn. Bông đẹp quá ha. Bông nhìn khê ha. Cái này chơi để bàn thì thôi. Quá ok luôn nha cô chú anh chị, vào mùa nha. Cúc tư long. Mã số 43, cúc tư long. Hoành 23. Chiều cao 76. Ngang 82. Để cho cô chú anh chị coi cái bông. Đó, đã nằm trong kẹt. Cái bông này cô chú anh chị tản thành cái bông cúc tư long ha. Rồi, mã số 43. Cúc tư long này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,4 triệu. 1,4 triệu nha cô chú anh chị. Quá chừng bông luôn. Rồi, mã số 44. 44. Rồi 44 là cây dạ Hữu Đức anh chị.
Dạ, Thủ Đức. Ồ, cái phôi này đủ tiền luôn. Cái bông này coi chú anh chị. Ồ, quá chừng nụ luôn ha. Cái này về chơi lật cái là chơi tết liền luôn. Tâm chia. Ồ, cái phôi rất là lực nhưng coi chú anh chị, cây này mà ẩm tàn là chơi phòng khách thôi, giật nách luôn. Ồ, ha. Phôi đẹp hết chưa. Bông này là cánh rất là chắc nha cô chú anh chị, cánh dày ha. Nhiều lớp luôn. Đùng lực. Quá xa đấy đẹp. Cái này giót luôn hả chị? Lùng lực, giót động luôn ha. Cái này hàng này như hàng con tàn này, nó mới ra lại sao cô chú chị, bao dép lớn lắm nha. Cái phôi nó mạnh, chưa có đôn, còn chưa nguyên luôn. Ờ, chưa đôn luôn. Phôi nó giật sao mập ủ nu à. Mạnh. Nồi đế này là 65. Hoành 32. Chiều cao 80. Tà ngang 76. Gọi cây giảo Thủ Đức. Này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2 triệu hả anh chị? Dạ, 2 triệu nha cô chú. Dạ, cái này chung là hàng phôi này, hàng phôi đẹp nha anh chị. Rồi, cây giảo Phú Tân. Dạ, à, giảo Phú Tân, ghép gốc chú quý. Cái này bông bành xà bung luôn á. Gốc chú quý nha anh chị. Cái này nuôi nó nuôi sao mà cái bông hết biết hồn. Hết biết bông nha cô chú chị, bông như giảo Phú Đức vậy đó. Bông trà bá luôn nè. À. Còn hai lớp cánh không mà cô chú chị nha, Phú Tân ha. Rồi. 45 giảo Phú Tân. Tư quý. Giảo Phú Tân. Cái này ghép 4 bo hả anh chị? Cái này tết là ok nha cô chú. Về lặt lá ra cho phúng tuột mới thêm vàng ấm nha cô chú anh chị. Cái này hoành là 25. Chiều cao 79. Tà ngang 68. Rồi giảo Phú Tân mã số 45 xin giao lưu cho mình là 1.3 triệu anh chị. Dạ, 1 triệu 3 nha cô chú. Phú Tân vào mùa. Dạ. Rồi, vô thôi. Dạ, cái gì bông trà bá luôn cô chú. Tây Thi mã số 46. Cái vàng bông cái nhất cái nách luôn. Cúc Tây Thi, đây nè anh chị. Tại sao nói Tây Thi bữa giờ em bán chạy là gì đó anh chị? Bông vậy nhiều hết nhiều à. Quá chừng cái bông. Bông đều hết trơn luôn nha cô chú anh chị. Màu đỏ nữa nha. Chị chơi nó gì chơi anh chị xem. Bông cả này sao chưa nói. Bông to mà đẹp nữa chứ hay là ấy. Thì biết không thi à. À, bông chùm nha cô chú anh chị, cái này là năm bông nè. Cái này cô chú anh chị nào mình chơi qua mặt bông này rồi mình nhìn thấy mình biết. Nói chung là về mua cho mình là chơi ok anh chị. Lại giống nó mạnh nữa. Cái này dáng nó dáng nằm nằm dáng giống dáng thú nè. Quá đẹp cho một cuộc tình của chú anh chị, cái này quá đẹp. Phong cũng phê luôn ha. Hoành 25. Còn ngóc chưa. Chiều cao 68. Tà ngang 82. Rồi 46 khúc tài thi này xin giao luôn cô chú anh chị mình là 1.500.000. Rồi, mã số 40 47. 47 47 là cây cúc 40 nha anh chị. 40 cúc 40 cánh đó. Cái này là siêu già luôn, hai siêu già mùa luôn, được có hai cây siêu già luôn nha cô chú anh chị. Cúc 40 cánh cô chú anh chị coi nè, tàn rất là đều đẹp nha. Cái này về anh chị lại lá ra bông đã luôn nè. Đây nè, cúc 40 cũng là bông chùm nha anh chị. Cây quá già tàn luôn. Quá sáng này, cây này tàn đẹp. Tàn do luôn chị. Này chơi cặp với cây 46 đi. Hoành là 26. Chiều cao 67. Ngang 98. Rồi 1.700.000 mã số 47 gì? 1.700.000 mã số 47. 48. Mã số 48. Cúc Tây Thi thì ở đây nè. Cúc Tây Thi. À. Tây Thi xứng đáng nha cô chú anh chị. Cúc Rồng Bay. Đó, qua Tây Thi. Cúc Rồng Bay. Cúc Rồng Bay hả? Cúc Rồng Bay. À. Cúc Rồng Bay này bông cũng giữ thần nha cô chú chị, giống Tây Thi quý vị. Rồng Bay. Bông hết biết cái bông này cô chú chị. Để cái này là chuẩn luôn ha. Cúc Rồng Bay, cái này nó cũng như giống như thằng cúc bi vậy anh. Thằng này nè.
quá chừng màu sắc rất là đậm luôn. Cái này là rất là phê nha cô chú anh chị, về là có bông liền luôn. Cái này cái phôi không đủ phê, toàn còn nguyên phin, nụ còn nhiều, chưa có xả lá tết. Phôi nhìn phôi nè, hết biết không, lực đại lực sĩ. Cái này hoành là 29, chiều cao 80, tàn ngang 90. Rồi mã số 48 cây cúc gồng bay này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,6 triệu. Dạ, 1,6 triệu nha cô chú anh chị. Mã số 49, cây cúc lá gai, cúc lá gai, cúc nhị đỏ hả anh chị? Em thấy cái giống này nè cô chú anh chị, giống này bông dữ lắm bông hả cô chú anh chị, mà nụ nó nữa nè. Bông này bông to lắm á, cây cúc lá gai bông to cô lắm. Chú anh chị mà nuôi đủ sức cái cây hay là những cây giống này rất là phê luôn. Lá rất là mạnh, tuột đẹp ha. Cái lá như lá xài á, bung bung bành bành không, lá non lắm. Cái này về còn dữ lắm nụ nè cô chú anh chị. Cái này hoành là 28, chiều cao 80, tàn ngang 90. Rồi mã số 49 cây cúc lá gai này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,4 triệu. Yeah, 1,4 triệu nha cô chú mình nha. Yeah. Yeah, rồi mã số 50 cúc 40 gánh. Yeah, được 3 cây luôn chứ không phải 2 cây nha cô chú. Ê, cây này cúc 40. Có trường bông luôn nè cô chú anh chị. Bông đẹp lắm. Cái loại nó này nó giống cái bông nó chẹt chẹt giống thằng cúc cam, cái cúc kem hả anh? Giống cúc chữ tư. Giống cúc kem. Mà. Nên cái bông nó chẹt chẹt ra nó nhị dài á, giống một cúc kem mà. Cúc 40 nha anh chị. Cúc 40 cánh. Cái này cũng già mùa lắm. Ờ. À, ba cây siêu già. Cái mặt cắt nó muốn bít luôn rồi kìa. Kéo kìa. Ghê ha. Mạnh kinh rồi kìa. Hoành 29. Chiều cao 83. Ngang 92. Rồi cây mã số 50 cây cúc 40 cánh này xin cho lưu cô chú chị mình là 1,5 triệu. Dạ, 1,5 triệu nha cô chú anh chị. Rưỡi. 1,5 triệu. Rồi cô chú anh chị xem lại bông nha. Bông này cũng rất là phê nè cô chú anh chị nha. Rồi mã số. Mã số 51 đại lộc cánh sen. Một cây dáng vai, một cây duy nhất. Ờ. Có nụ còn nguyên luôn. Cô chú anh chị về mà tha hồ cho xem bo nào chuẩn rồi đầu bắt đầu mình lấy ha. Cái này đại lộc cánh sen ăn chưa có kinh nghiệm nha cô chú anh chị. Thấy nụ cũng quá ok luôn nè. Đó, đại lộc cánh sen. Rồi bể đế nè cô chú anh chị. À, để như dán bay luôn ha. Nụ bao la luôn. Siêu nụ luôn nè cô chú. Hoành 24. Chiều cao 76. Ngang 79. Rồi đại lộc cánh sen mã số 51 xin giao lưu cô chú anh chị mình là 1,6 triệu. Dạ, 1,6 triệu nha cô chú anh chị. Này đóng kiện không đủ tiền luôn. Kiện dán bay nó hao diện tích. Mà nó tính ký nó không tính cân, mà nó cân nó đo nó tính ký nha cô chú anh chị. Đo thể tích ha. Số 52. Cái cuối cùng clip ngày hôm nay. Cúc Thọ Hương. À. Cúc Thọ Hương nha anh chị. Cúc Thọ Hương mã số 52. 52. Hàng già bò này về lấy bò nha anh chị. Về anh chị mình lấy bò luôn, kê luôn. 20 năm. À. Rồi. Đó, cái này là về là tàn tết này là ok rồi. Hoành 22. Chiều cao 108. Tàn ngang 107. Ẻm ra bông xong. 52. Cúc Thọ Hương này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,5 triệu anh chị ơi. 1,5 triệu không cô chú ơi. Cúc Thọ Hương già mua rồi. 52 là mã cuối cùng clip ngày hôm nay. Cảm ơn cô chú anh chị theo dõi ha. Chúc cô chú anh chị luôn dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị luôn. Rưỡi.